Để hoàn tất nhánh EBR105, ngày hôm nay mình sẽ chơi chiếc EBR Hotkit tăng hạng nhẹ cấp 7 bánh lốp của Pháp nhé. Chiếc xe tăng này thì không có cơ chế nâng hạ bánh, vậy nên tốc độ sẽ bị cố định, tiến 70, lùi 45. Chúng ta có tốc độ tiến ok nhưng mà tốc độ lùi thì không nhanh. Theo mình thì nếu lùi nhanh như chiếc AMD hoặc chiếc EBR90, chiếc xe tăng này sẽ chơi rất là phê. Bỏ qua tốc độ lùi, chúng ta có con số 70. Đây là tốc độ tối đa nhanh nhất tăng hạng nhẹ cấp 7. Và nếu như anh em không tính con Super Hellcat chạy 72 mà chỉ duy trì đâu đó 60-65 ấy, thì EBR Hotkit là xe tăng chạy nhanh nhất cấp 7. Đó là đánh giá của mình. Điều này cực kỳ nó khó chịu cho xe tăng cấp thấp. Anh em biết mà, xe tăng cấp 5-6-7 khẩu pháo nó chưa có độ chính xác tốt nhất, đạn bay thì không nhanh. Chưa kể chiếc xe tăng này vào tay người chơi tốt ấy, nó đảo cho như răng lạc vậy, thì chắc chắn rồi, những người không có kỹ năng ngắm bắn hay sử dụng auto aim hay là kiểu ngắm trực diện vào thân thì chắc chắn là đạn nó sẽ bay về đằng sau lưng rồi. Thêm phát đạn nữa vào chiếc VK. Phát đấy mình bắn mù trúng đấy anh em ạ. Khởi động trận đấu ở bản đồ Rumbus anh em nhé. Chiếc EBR bên địch thì cũng đảo tận đến cái vị trí B0 cơ à. Thế thì mình vào tiêu diệt anh ta thôi. Mình vừa chuyển sang đạn nổ rồi. EBR Hotkit thì trang bị khẩu 75mm. Khẩu pháo này thì cũng không phải quá to, nhưng mà chúng ta có cái sát thương đạn nổ khá là ổn. 280 thì phải. À không, xin lỗi anh em, 260. Độ xuyên 75. Anh em thấy đấy, ở cấp thấp thì 75mm này cũng có thể bắn xuyên nhiều kẻ địch, đặc biệt là xe tăng hạng nhẹ hay những pháo chống tăng mà có cabin hở giáp giấy ấy. Chỉ cần đâu đó khoảng 3 viên thôi là anh em kết liễu được họ rồi. Thời gian nạp đạn của chiếc xe tăng này cũng khá là ok, cơ bản đâu đó khoảng 6,5 giây. Anh em mang thêm thông nòng rồi thì quạt ấy có thể xuống dưới được 5 giây đấy, mình nhớ là như vậy. Đạn AP và đạn APCR có sát thương 170 và độ xuyên cũng gọi là ổn. Anh em cũng không nhất thiết phải sử dụng quá nhiều sang đạn APCR đâu. Nhưng nếu như chơi ở phòng cấp cao như là cấp 8, 9 thì cứ chuyển sang đạn APCR mà bắn. Thực ra khẩu pháo này mình cảm thấy nó cứ na ná khẩu của Patrick 12T ấy, cũng là 170 sát thương. Chứ khẩu 75mm khác cùng cấp ấy, nó đa phần sẽ là 135 sát thương. Tiger 1 bắn từ xa thôi. Anh ta đang xoay ngang hông này. Đam chùa anh em ạ. Thế phát đạn nữa, khá ngon. Trúng thùng đạn được kìa. Thế phát nữa, nổ thùng đạn được không? Vẫn chưa nổ đâu. VK đang chạy về, mình thì vừa bị lộ. Khả năng cao là chiếc VK 105 soi mình. Trận đấu này thì mình chạy khá là vui này. Mình chơi với một phong thái rất là thoải mái, rất là for fun, không hề try hard luôn. Một phát đạn snapshot trúng chiếc Achiu. Bây giờ thì mình sẽ chạy vòng qua anh ta. Ái chà, đề can vàng này. Anh em thấy không? Mình chạy nhanh quá đến nỗi mà chiếc Achiu không kịp thời xoay tháp pháo. Và thêm một phát đạn nữa, kết liễu anh ta nhưng không phải của mình mà là E25. Được nhá, T20 bắn tôi nhá. Trong cái trường hợp mà T20 bắn anh em xong ấy, anh em sẽ bị mất máu phải không? Nhiều anh em sẽ không muốn quay lại để tấn công T20 đâu, nhưng mà mình rất là nhây. Anh ta bắn xong rồi sẽ mất khoảng 7 đến 8 giây nạp đạn thì mình cứ quay lại và bắn anh ta thôi. Phát đạn thứ hai thì mình chỉ phá hủy xích và chiếc E25 đã hỗ trợ mình tiêu diệt. Tỷ số là 14 rồi, rất là nhanh chóng. Và mình vừa nhìn thấy ai đó bắn ở hàng cây này. Tất nhiên rồi, mình biết ai. E25 hoặc chiếc Hellcat. Độ ẩn giấu của chiếc EBR cũng khá là ổn, chỉ sau chiếc LTG thôi, 17%. Chiếc xe tăng này mà lên được 20% thì sẽ rất là phê lòi đấy. Thêm phát đạn nữa, tiêu diệt chiếc Hellcat. E25 đâu rồi? Chạy đâu rồi bạn ơi? À đây rồi, trực mình à. Này thì trực nè. Ổn định nòng pháo của đám EBR thì khỏi bàn rồi. Chiếc xe tăng này di chuyển này, xoay xe và xoay tháp pháo đều là 0,10. Thời gian ngắm cũng khá là phê luôn. Dưới 2 giây nha anh em. Để mình xem thông số nào. À, 1,5 giây thời gian ngắm. Điều này sẽ rất là tốt cho những anh em thích spam đạn này. Thế phát nữa đi. Anh ta đang xoay về kia. Tiêu diệt chiếc E25. Kết thúc trận đấu, mình bắn được đâu đó khoảng 3.200 sát thương. Trận đấu công thủ ở bản đồ Edinburgh, mình ở đội thủ nhưng trong trận đấu này mình chủ động đi công luôn anh em ạ. Chơi chiếc EBR Host này thì anh em hãy nhây với kẻ địch càng nhiều càng tốt, nhưng cũng phải tùy trường hợp mà nhây nha. Anh em mà lì đòn quá là kẻ địch sẽ dí anh em và anh em sẽ bay màu sớm đấy.
chỉ có 750 máu thôi, giáp thì yếu rồi, mẫn cảm với đạn nổ. Nhưng điều đấy không quan trọng, anh em vẫn có 6 cái khiên captain, 3 khiên mỗi bên. Phải lưu ý cho mình này, 3 cái khiên này đều đặt xuống đất. Vậy nên nếu như anh em bị hỏng một bánh thôi, tốc độ tối đa và tốc độ xoay xe của anh em ấy nó sẽ bị giảm xuống. Mình vừa nhìn thấy chiếc EBR Host bên đội địch, anh ta không nhìn thấy mình. Mình mang đồ full ẩn giấu mà anh em. Ứng dụng kỹ thuật mình cũng mang thêm cái camo luôn. Cả chiếc Jackson lượn qua, khoảng cách chưa đến 2 ô Jackson không nhìn thấy anh em ạ. Thế thì mình sẽ quay lại thôi. Tạm thời thì mình đang sử dụng đạn nổ rồi. Đạn nổ của mình có thể bắn xuyên được chiếc EBR cũng như chiếc Jackson. Xoay xe lại luôn. Nói với anh em ở đầu video rồi, chiếc setup này lùi chậm nên mình muốn quay xe lại và bắn xong tẩu thoát luôn. Rồi, 251 sát thương. Cay không, cay không. Sau đó mình sẽ chạy thoát thấp xuống. Chỉ có mình và chiếc MT25 đang ở đây thôi, không biết còn ai đi cùng không. À, có chiếc LTG ấy chứ. Tổng cộng là 3 tăng hạng nhẹ đều ở đây cơ. Super Chaffee bên mình thì vừa bay ở cánh 1-2. Mình tiếp tục đứng ở bụi này để soi. Và chiếc EBR Host, anh ta chạy về. Không trúng giáp anh em ạ. Trúng khiên Captain rồi. Bắn lại nào, 500 máu thôi. Anh ta đang bị chạy chậm lại. Một phát đạn nổ của mình nữa thôi, tiêu diệt anh ta nào. Anh ta còn không thèm sửa kìa. Tiêu diệt luôn. Hoặc có thể là mình bắn anh ta vào cái phát đạn đầu tiên hỏng hóc cái gì đó, nên anh ta đã sửa rồi. Jackson, 264 sát thương. Đạn nổ tốt quá anh em ạ. Chiếc xe tăng này thì mang cũng nhiều đạn, cứ mang nhiều đạn nổ cho mình nhá. Tổng 60 viên mà, mang cho mình 15 đến 20 viên. Anh em mà vào phòng cấp 5, cấp 6 ấy, tha hồ. Ơ kìa, Jackson chưa bay à? Một hit nữa thôi mà. Và 28 máu, đùa tôi à. Đạn nổ 1.13. Phát nữa đi, 15 máu. What? Ok, cuối cùng thì Jackson đã bay. Nhầy quá anh em ạ. Qua đây bắn đạn thường thì anh ta sẽ bay sớm rồi, nhưng mà mình bắn đạn nổ tận 2 viên không xuyên, thế là chỉ gây ra được vài chục sát thương. Tỷ số hiện tại 3-2, nhưng mà bên mình đang kiểm soát được cánh 89 rất tốt luôn. Mình cũng sẽ chủ động tấn công vào căn cứ bên địch. Thực ra là bên địch không có căn cứ mà là cái vị trí hồi sinh, nhưng mình biết là pháo chúng tăng bên địch đang đứng ở nhà nhiều. Thế 37, một phát đạn thôi. Ơ kìa, lọt khe tháp pháo lẫn phần thân kìa. Cay tê nhở. Cơ hội, 278 sát thương. Đạn nổ đấy anh em ạ. Thế phát nữa đi. Phát này thì trúng xích, chỉ gây ra được 61 sát thương thôi. Ta hạng nhà bên địch còn chiếc T-37. Di chuyển nào anh em. Cuối cùng thì không còn combat nào bên địch cả. ARL, anh ta đã quay trở về. Nhây nhây nhây, nhây tí, nhây tí, nhây tí. Và chạy nào. Một viên xuyên. Mình không muốn đứng ở trên cái tòa nhà này nữa, mình sẽ lượn qua anh ta. Mình biết mà, mấy ông pháo trúng tăng mà bị khóa khẩu pháo trên thân ấy sẽ không có cái độ linh hoạt đâu. Và đây rồi, cơ hội vòng về đằng sau. Ai đó vừa bắn ở trong rừng, nhưng không thể cản lại việc mình tiêu diệt chiếc ARN đâu. Hai phát đạn nữa thôi. Một phát đạn nữa. Tiêu diệt chiếc ARN bằng cách chạy vòng qua anh ta. Bây giờ thì tiến vào trong rừng. Hellcat và chiếc WZ-131 này thì xông vào với EBR. Đừng bao giờ làm vậy nha anh em. Anh em nhìn đám EBR nó không thể xoay xe tại chỗ, nhưng vẫn có cách để chúng nó ôm cua cực kỳ là nét luôn. Đó chính là chúng ta sẽ nhả ga. Anh em không nhấn nút W hay S nữa, mà trong cái lúc mà tốc độ chúng ta đạt được đâu đó khoảng 60 đến 70, anh em nhả cái nút W ra, nghĩa là nút tiến ấy. Và ở nút A hoặc nút D chúng ta sẽ được cua gấp. Đó là cách mà mình xoay xe trên chiếc EBR này cực kỳ nhanh chóng. Xin chào. Một viên 200 sát thương. Bắn đi. Anh ta bắn trượt rồi. Phát này hơi ảo nha. Mình khóa mục tiêu và tâm ngắm đã chỉ xuống đất rồi. Ấy thế mà đạn vẫn trúng được chiếc Hellcat. BZ-58. Cơ hội bắn xa. Mình chuyển về đạn APCR. Đạn APCR thì có vận tốc lên tới 1250. Hình như là mấy cái vận tốc này nó cứ na ná nhau của bọn Pháp ấy. Mình thấy đứa nào nó cũng có cái vận tốc 1000 và 1250. Cả cái chiếc Coras cũng vậy. Anh em có cảm thấy lạ không? Chắc là dùng chung loại đạn nhỉ. Thế phát nữa đi. Mình bắn được 3400 sát thương rồi.
Chỉ phá hủy được xích tôi. Cày thế. Sánh tâm. Lại tiếp tục phá hủy xích. Đùa tôi à? Ngon. Anh em thấy đội thủ và trở thành đội công nó nguy hiểm như thế nào không? Tỷ số 12 năm. Bên địch thất thủ toàn bộ ba cánh luôn. Vào đi bạn ơi, lo gì? Mình tanh cho này. Vào đi. Ui, về cả bờ hổ báo quá. Vào luôn. Một viên là T20. Viên nữa đi. Ngon luôn, 148 sát thương và anh ta đã bay. Bây giờ là chiếc ESI cuối cùng, 766 máu. Mình có thể ăn được 4.000 sát thương trong trận đấu này không? Ơ kìa, bắn đi đâu đấy? Ngắm vào mông này, đạn lại rơi ra hai bên hông à? Một viên. Viên nữa nào. Ơ kìa đội tôi, bắn kiểu gì đấy? Cuối cùng thì mình vẫn bắn được thêm một viên nữa. Thế là được trên 4.000 sát thương. Trận đấu cuối ở bản đồ Studianki, phòng đấu cấp 8. Trận này mình bắn vào soi cũng không phải tốt nhất, nhưng mà mình vừa lầy vừa nhây. Nếu như con AMX-1357 là phá game nhất cấp 7 thì con EPR Hotskit sẽ là lầy nhất cấp 7. Trong cái trận đấu này này, mình trêu người mấy ông cấp cao ấy khá là vui. Lại còn kiểu bắn khó chịu ấy, khiến họ luôn luôn phải cảnh giác. Cả kể mình bắn không xuyên, rồi thì cũng xuyên, rồi thì phá hủy xích ấy. Họ không thể nào tập trung được trong cái mục tiêu hàng đầu của họ, đó chính là đẩy đường hoặc là phòng thủ. Cơ hội của mình. Một viên. Viên nữa được không? Có chiếc logo đang đi lên này. Viên nữa đi. Chắc là mình hết lộ hình rồi. Đã thôi. Anh ta dừng lại. Không xuyên. Chiếc logo đã xoay xe về đây. Mình vẫn chưa bị lộ. Đá BFR thì tầm nhìn kém lắm. Anh em phải lưu ý nhé. Chiếc xe tăng này chỉ có 310m tầm nhìn thôi. Hầu hết chúng ta cần phải tiếp cận kẻ địch mới soi thấy. Đúng rồi, cơ hội của mình. Gầm, sánh tâm. Có lẽ đạn rơi xuống cái phần gầm ảo. Trêu ngươi chiếc lue tí thôi. Hiện tại thì mình cũng chẳng biết làm gì cả, khi mà bên địch có chiếc LC EV90. Nhưng mà anh ta vừa đảo cánh phải không? À không, anh ta không đảo cánh, mình nhìn nhầm. Chiếc setter đang ở giữa, còn chiếc EPR90 vẫn đang ở đây. Lue. Ông này đi bắn tỉa à? Sẽ lùi lại xa thế này. Cơ hội. Gầm. Ờ kìa, sao lại bắn lên phần tháp pháo thế? Đạn pháp này. Các nhà khoa học vẫn chưa tìm hiểu được đạn pháp nó bay đi đâu anh em ạ. Phát này thì nảy đạn. Quá ta. Hay. LTG bên mình vừa cho một viên đạn nổ vào chiếc LC EV90. Cay phết nhờ. Thế phát nữa đi. Càng lầy càng tốt. Đây rồi, cuối cùng đã xuyên. Logue vẫn đứng ở trên đường ray. Mục tiêu tiếp theo, TNH. Có vẻ như anh ta muốn bắn mình đấy. Kệ đi, nhảy tiếp. Không được rồi, Logue đã nút xuống và TNH. Ta hạng nặng bên địch chơi buồn cười nhỏ. Thế là mình xin thêm viên nữa. Ơ, TNH này, đi đâu đây? Phát này thì giáp của chiếc TNH đã nghiêng rồi. Mình đang sử dụng đạn APCR nữa. Anh em nhìn ông TNH này. Này thì đi lung tung. Thế mà nảy đạn. Mình ngắm vào phần thân. Rút được 500 máu của chiếc TNH rồi. Vui phết. Thế phát nữa đi. Lại rơi xuống xích rồi. Đúng là đạn pháp anh em ạ. Đừng bao giờ tin tưởng đạn pháp bắn xa nha anh em. Thật đấy. Nãy giờ mất kha khá đạn rồi đấy. Toàn ABCR của tôi thôi. Bắn chuẩn lại xem nào. Hạ nòng của chiếc EPR này thì là trừ 10 anh em ạ. Khá vui này. Trừ 10 đôi khi chúng ta chơi thập thò trên đồi cũng khá là ổn áp ấy. Hoặc là lấy sai cho đồng đội. Mình vẫn chưa hình dung được các hạng nặng bên địch chơi kiểu gì nhá. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. 177 sát thương. Sau đó lại đi vào. LTG cũng tham gia luôn. Một phát đạn slap của mình, 136 sát thương. Một phát nữa thôi. À không, 170 sát thương alpha thì cần hai phát cơ. Nhưng mà nảy thiệt hại tốt thì sẽ ăn luôn. Cơ hội. Đây rồi, nảy thiệt hại tốt. 183 sát thương vào chiếc TNH.
Tỷ số hiện tại 3-1. Bên địch thì mất 2 con mắt rồi. Cái trận đấu này thì LC Even 90 đã rút khỏi cái cánh này rồi mà anh ta xuống cái cánh bên kia. Bởi vì ta hạ nhẹ bên địch bay 2 người rồi mà. Hiện tại cánh này chỉ còn chiếc T-34-1 thôi. Và yes, sạch tâm. Ok, có cho tôi phát đạn nào vào chính giữa tâm không đấy? Nãy giờ trượt mấy phát rồi, hơi buồn nha. Khởi động được 5 phút chiến đấu, mình chỉ bắn được 1.100 sát thương thôi. Đây rồi, 194. Tiếp tục nhầy anh em ạ. Bản đồ Studenki thì soi khó phết đấy. Đồng đội mà không có góc bắn tốt thì chúng ta soi cũng không có tác dụng gì cả. Mình chuyển mục tiêu sang chiếc T-34-1 anh em nhé. Nếu như chiếc T-34-1 mà đi lên đấy thì mình có thể cho anh ta một viên, sau đó rút lui được. Mình đang xoay sẵn xe rồi mà. Xong, ô đi bên mình tấn công một mình. Để xem có bắn được chiếc IS thêm phát nữa không. Không được rồi, anh ta đứng thấp quá. 5 phút trôi qua rồi. Lên trêu chiếc T-34 một tí anh em ơi. T-34-1 đang ở bên trái. Cơ hội của mình. Bắn xong, chạy thoát luôn. Anh ta vừa bắn trượt kìa. May quá. Thế phát nữa nhỉ. Nửa cây nữa thôi là T-34-1 sẽ bay mà. Nếu như T-34-1 bay ấy, thì mình có thể đẩy xuống cái cuối con đường ray kia, là B0. Lần này thì anh ta bắn trúng mình rồi. Đau đấy, đau đấy. Nhưng mà T-34-1 hình như stop phải không? Bởi vì khẩu pháo 100mm bắn 250 sát thương cơ. Khẩu này chỉ bắn 170 thôi. Vậy là T-34-1 đang stop. Có cơ hội ăn được anh ta. Là IS đang đi lên. Cơ hội cho mình. Khai hỏa. Rút lui luôn. Bên địch vẫn đang chống cự đấy. Tỷ số là 3-5. T-832, anh ta đang xông vào. Một viên xuyên rồi. Bên mình sẽ gặp nguy hiểm bởi vì T-832 sẽ chạy sang bên này. Anh ta sẽ bắn tạt sườn bọn mình. Thêm cả chiếc IS luôn. Quá nhiều kẻ địch đang chủ động tấn công. Bọn họ muốn thắng anh em ạ. Tất nhiên rồi, ai chẳng muốn thắng. Nhưng mà họ muốn thắng nhanh. Không muốn chơi kỳ kèo nữa. Bởi vì bản đồ Studenki này không sửa nhá. Hầu hết anh em toàn phải bắn tầm 7 phút trở lên thôi. Nhiều khi còn hòa ấy. Anh em xem livestream của mình hòa rất là nhiều trên bản đồ Studenki. Cơ hội của mình chăng? Không được. T-832 đã xoay xe lại. Được. Pro 46, anh ta đã ở vùng trũng bắn mình. Căng nha. LC Even 90 thì đã ra vùng trung tâm rồi. Anh ta phải ra đấy mà. Cơ hội của mình. Scope đang đứng dưới vùng trũng. Và bắn xuyên khe trúng anh em ạ. 151 sát thương. Lộ hình luôn rồi. Loe. Vui đấy. Loe có ý định là cản trở việc mình bắn ra ngoài vùng trung tâm. Nhây thêm tí nữa đi. Anh ta di chuyển. Có vẻ như anh ta sẽ đi ra cái vùng trung tâm này. Chuẩn bị bắn anh ta nào. Ngang thân. Cơ hội. Một viên. Có lẽ Lowe và T-832 sẽ muốn tấn công vị trí của chiếc KV-4. Mình muốn về vị trí B3 để có thể bắn ngang hông chiếc Lowe nếu như anh ta ra bắn chiếc KV-4. Di chuyển thôi. Bên mình thì cũng có pháo chống tăng đứng ở cuối đường đấy. Lowe tấn công kiểu gì? Phá hủy bức tường. Lộ hình luôn rồi. Mình chỉ còn một viên đạn ABCR duy nhất thôi. Đang soi cho đồng đội bắn. Thêm viên nữa đi. Lên nào. Cơ hội của mình. Xuyên rồi. Phát đạn vàng cuối cùng. 17 viên đạn AP, 14 viên đạn nổ. Không phá hủy được xích của chiếc Lowe. Mình tính phá hủy xích để cho pháo chúng tăng đằng sau bắn. Bên mình đang có lợi thế. Hơn 3.000 máu.
Mình và chiếc LTG sẽ cố gắng tiêu diệt chiếc T832. Đạp đổ cây, tạo thêm carbo. T832 chỉ còn khoảng hơn 400 máu thôi. 456 máu anh em ạ, số đẹp đấy. Số đẹp thì cũng phải bay. Ở cái góc này thì khá là khó bắn. Mình lại chỉ còn đạn AP. Chắc là trông chờ vào chiếc LTG thôi. Pháo chúng ta đang dồn lên rồi. Có vẻ như họ cũng hiểu ý và muốn tấn công vị trí của chiếc T832. 10 phút đã trôi qua. Trận đấu này dài quá anh em ạ. Ái chà, T832 bắn mù cơ. LTG đang di chuyển. Bên mình đang cố gắng chạy vào ăn chiếc T832. Mình vẫn chấn giữ cái đồi này thôi. Có một vị trí mà đồng đội mình binh, đó chính là B8. Vậy là chiếc T341 anh ta đang đứng ở đây. Và Su 100M1 bắn từ xa. Cơ hội, chuyển mục tiêu. Mình biết là bắn chiếc Su 100M1 từ xa nó sẽ rất là khó khăn, nên chuyển mục tiêu sang chiếc T341. Bây giờ thì xông vào nào. Kết thúc trận đấu nhanh thôi. Hay. Bên địch chỉ còn đa phần là pháo chống tăng. Mình sẽ lượn lên cái đường ray này và soi pháo chống tăng ở nhà địch. Đây rồi, có chiếc Isu 152, anh ta ở nhà. Đồng thời mình chưa bị lộ. Lên bắn chiếc Su 111 nào, không để ta chạy thoát đâu. Sau đó đút lui luôn. Mình cũng vừa bị lộ rồi. LC bên địch đang bị đồng đội mình giam. Khả năng cao anh ta sẽ không chạy thoát được. Lượn lên, soi thấy chiếc Challenger. Cả chiếc Isu 152 luôn. Mình sẽ đi tìm góc bắn hai kẻ địch này nhé. Hay. Bắn hiểm trợ nào anh em. Còn 4 phút này. Một viên vào chiếc Challenger. Viên tiếp theo nào. Hai viên vào chiếc Challenger. Isu 152. Anh ta không biết được rằng mình vẫn giữ sai anh ta. Thế là anh ta đi lên cái phần mô đất. Đồng đội mình tiêu diệt luôn. Mình cũng bắn được hơn 3.000 sát thương và hỗ trợ 2.000 đấy chứ. Cũng không đến nỗi tệ đâu. Và chiếc LC mình cũng soi thấy anh ta. Kẻ địch cuối cùng, Super Hellcat. Anh ta đứng ở trên này chắc luôn. Chuyển sang đạn nổ thôi. Super Hellcat ơi. À đây rồi, cơ hội. Chuyển mất rồi, anh ta đang chạy thoát. 500 máu. Trúng luôn, 227 sát thương. Và phát đạn đó là phát đạn cuối cùng của mình rồi. Trận đấu này thì mình cũng kiếm được Master anh em nhé. Mình gây ra gần 4.000 sát thương trên một chiếc xe tăng hạng nhẹ cấp 7. Ở phòng đấu cấp 8 thì anh em biết mà, Master dễ lắm. Xem qua một chút thành tích của mình trên chiếc EBR Hotskit này nhé. Ở trận đấu Ellenburg mình bắn được hơn 4.000 sát thương, Master 2 caliber, điểm đội 1573 kinh nghiệm gốc. Chiếc xe tăng này anh em cứ bắn nhiều vào cho mình, chứ mình đi soi cũng không có tin tưởng đồng đội mấy đâu. Trận đấu bản đồ Studianki Master 2 caliber ở phòng đấu cấp 8 nha anh em. Confederate, điểm đội 1654 kinh nghiệm gốc. Trận đấu bản đồ Rumbert thì bắn được 3200 sát thương, cũng Master lần đầu, điểm đội 1303. Chiếc xe tăng này Master ở đâu đó 1200 thì phải. Anh em có thể lấy chiếc xe tăng này về để làm nhiệm vụ trinh sát cũng như là nhiệm vụ thứ 15 hạng 1 và Master ấy. Về đồ chơi thì mình có mang cho nó cái giảm thanh ô đầu tiên, tiếp theo là kính, và cuối cùng anh em muốn chơi khai hỏa nhiều có thể mang thêm cái thông nòng này, ổn định dọc này, tùy anh em nhé. Cái này khá là hay này, bởi vì đám EBR ở cấp 7 thôi mà đã có cái bộ ổn định dọc rồi thì anh em vừa chạy vừa bắn kiểu như là đua xe bắn súng ấy, sẽ rất là vui. Anh em nghĩ sao về chiếc EBR Hotskit này? Đừng quên bình luận phía bên dưới nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Chúc anh em chơi game vui vẻ. Bye bye.